Xin chào mọi người nhé. Hôm nay mình đi theo cái men theo cái khe suối này nè nha mọi người nhé. Nè, đó, men theo cái khe suối ở cặp cái chân núi này nè, để mình tìm có đá quý gì không nha mọi người nhé. Đó. Và sớm giờ trời mưa, mình còn đang mặc áo mưa nè. Sớm giờ trời mưa mình có mấy phát hiện mà mình không có quay được cho mọi người xem nha. Chứ mình ngồi đây nghe chăng cái suối nước chảy hơi ồn tí xíu, mọi người xem thông cảm nha. Mình vừa nhặt được một số bông bông tinh thể của thạch anh á, rất là đẹp luôn mọi người. Để mình chuyển camera lại mình quay cho mọi người xem nha. Tại sớm giờ mưa mình quay không được. Giấc này trời vẫn còn đang rất là mưa nha. Nhưng mà giấc này cũng ngơi ngơi rồi, để mình chuyển lại mình cho mọi người xem những cái bông tinh thể nè, rất khá là đẹp luôn. Đây nè, sớm giờ mình nhặt vòng vòng cái khe suối nè, để mình quay chung quanh cái khe suối cho mọi người xem, rồi mình sẽ quay cái thành quả nha. Đó, dài dài đây còn nhiều lắm nha mọi người nha, số lượng rất là nhiều luôn. Mình lượm chỉ một số bông thôi à, còn khá là nhiều bông luôn nè. Suối nước chảy nè, mưa cái nó sạt xuống à, nó lộ mấy cái tinh thể ra. Mấy ngày nay mưa quá mưa luôn mọi người. Đây nè, đó, mấy cái bông tinh thể nè. Mình có nhặt được một viên đá đỏ này nha mọi người nha. Mình để trong cái bông tinh thể nè, mà thạch anh trắng nè. Cái này á, về nữa cái mình chẻ nó ra nha. Mình chẻ nó ra nó sẽ được cái bông gì nè. Bông này tại vì chưa có đánh rửa ra nha mọi người, nó còn đóng á. Nó còn đóng cát lùng á nè. Bông này là hình tròn nha. Còn có cái bông hình giác. Nè, mấy cái này mình đánh rửa sạch ra mọi người sẽ xem rất là đẹp luôn. Ở đây thì khó lấy nét lắm nha. Đó. Nè, đủ màu luôn. Cái này màu hơi ngà đỏ nè, nó nằm chính giữa nè, nó mọc chính giữa nè, mình chẻ đá ra nó sẽ lộ những cái bông ra. Đó, những cái bông như là tinh thể thạch anh trắng vậy đó. Rất là nhiều luôn. Là nó ra là nó có cái hình nhọn gì nè. Mình phá nét nó lại thử coi mình lấy nét cho được không. Đó, mấy cái này là mấy cái mảnh vỡ của nó nè nha. Nè, rất là nhiều luôn nha mọi người. Nhưng mà mình nhặt ra một số để về mình chẻ ra thử à, để mình kiếm có cái nào hay hay đẹp đẹp mình cho mọi người xem. Đó, cái này nè, bông nó rất là nhiều luôn. Cái máy mình đưa gần lấy nét khó lắm nha mọi người, đưa xa gì thì chắc mọi người xem không có được đẹp, nhưng mà nó chuẩn nét hơn. Trời còn mưa lâm râm nha. Nè, cho mọi người xem kỹ lại nè. Cái này nó hình cầu nha, chứ không phải là hình nhọn. Nhưng đặc biệt có cái viên đá đỏ này nè. Mình đưa gần cái nó nét nó bị nhè. Mình để ở đây đi cho nó dạ lên. Đó, viên đá đỏ này không biết có phải là ruby không nha. Để giờ nữa mình dùng máy mình test thử coi. Cái đỏ mà nó đẹp lắm nha mọi người nha, trong xe luôn. Có thể là có tinh thể ruby ở đây nữa nha. Tại mình thấy mắt tôm á, mắt tôm ruby rất là nhiều luôn. Đó, những cái viên này là bông, mình lượm những cái bông tinh thể này về cái mình chẻ nó ra nè. Chẻ nó ra nó sẽ được một số bông đẹp lắm. Nó đặc biệt là cái viên đa đỏ đó. Chỉ một viên duy nhất thôi nha, còn những cái kia là nó không có được đẹp, nó không có được trong. Chỉ một viên đá đỏ này duy nhất một thôi nè. Nó nằm ở chính giữa chỗ này nè. Chắc có lẽ mình ngưng để mình đi về quá mọi người, để mình về mình chẻ ra mình coi có nó đẹp hay không. Rồi đợt sau mình sẽ đi lên cái điểm này tiếp tục để mình khai thác. Khai thác là chuyến sau mình có đi là chủ yếu mình đánh vào cái hàng đá đỏ này nè nha. Nhưng mà mình sẽ lượm thêm một số bông. Ở đây bất chợt nó rất là nhiều luôn, để mình dạo một vòng cho mọi người xem nha. Đó, những cái khe suối nè, những cái bờ đất. Đây không có đất nha, toàn là cát không à. Đó, những tinh thể nó bể ra rất là nhiều luôn. Và những cái cục đá mà nó mang bông tinh thể gì nè, rất là nhiều luôn. Chẻ ra mới thấy nha mọi người nha. Nè,
nhưng mà những cục này mình sẽ không lấy đâu. Đó, nó cái bãi này rất là bao la luôn, còn dài lên trên suối cho nên nha mọi người nha. Nè, nhìn đâu đâu cũng thấy chứ. Đây nè, đây cũng có một cái bông, một cái hòn đá mang bông tinh thể trong này nữa nè, nhưng mà mình nhặt một số ít nè mọi người. Rồi vậy thôi, chắc có lẽ mình xin kết thúc clip này đây luôn mọi người, đang mình đi về luôn. Phía sau mình sẽ khai thác tiếp tục, mình sẽ tìm những cái địa điểm mới, coi có những cái gì mới mẻ hơn không. Nếu mọi người xem thích cái clip này, xin nhớ để lại cho mình một like và một đăng ký kênh để xem tiếp những clip đi tìm bảo quý tiếp theo của mình nha. Chào mọi người luôn.